Xin chào tất cả anh em, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Quý Nguyễn Sài Gòn Audio hân hạnh giới thiệu đến với các anh em chúng ta một đôi loa đến từ đất nước Hoa Kỳ. Đó là đôi loa Bose. Loa Bose thì hay còn gọi là loa Bo, người Việt Nam mình hay gọi như vậy. Thì những đôi loa Bose là những đôi loa mà nói đến thì ta nghĩ ngay đến là karaoke. Vâng, chính những cái đặc chủng của nó như vậy. Thì đó là những đôi loa 301 dòng karaoke. Còn những đôi từ đời 401 trở lên, 4 hay 5 đến 10.2 là những đôi vừa chơi nhạc vừa chơi karaoke, chơi được 2 trong 1. Vâng, đó là một điều mà đặc biệt hãng Bose nó sản xuất ra. Những đôi loa rất phù hợp với cái tính năng sử dụng của người Việt Nam chúng ta. Đôi loa mà Quý Nguyễn đang giới thiệu là loa Bose 505, một đôi loa cực kỳ hiếm ở trên thị trường Việt Nam. Phải nói là cực kỳ hiếm, rất hiếm. Mình đã gỡ mở sẵn cái lưới này ra nè, mình ướm vào để các bạn nhìn thấy được cái hình dáng của đôi loa. Hình dáng của đôi loa cũng rất độc đáo. Phía ngoài là màu gỗ các bạn nghe, màu cánh dáng, và đây là cái lưới của nó nè. Cái lưới của nó mặt ngoài đã lưới nhựa, rất nhựa cứng nè. Mình để như vậy mà nó đứng sừng đấy, nhựa cứng. Đây là mặt trái của nó, đây là lưới của nó. Về đến nhà mình mới bung ra đấy, chúng ta để kiểm tra. Vâng, đôi loa cũng có 3 loa, một loa bass 25, một bass 25 và viền màng giấy, viền mốt. Các bạn thấy độ zin của nó, thí dụ như người ta, nếu như ai chưa rành thì thấy những cái keo như thế này á, đây nè, mình soi kỹ tí, tưởng đâu là người Việt Nam mình làm, không phải nha. Độ zin của nó như vậy, đây các bạn. Đây các bạn có thể xem cho thật kỹ đi. Tưởng đó là cái loa này chắc tháo rồi, mình cũng có trường hợp là có nhiều người khách nói như vậy, nhưng mà không có. Đây này, cái mũi zin của nó là như vậy nha. Chứ người ta chẳng tháo cái mũi ra làm cái gì. Có nhiều nhiều bạn nghĩ là người ta tháo cái mũi để người ta thay côn hay thay gì. Nếu như thay côn, mình tư vấn luôn, không cần tháo mũi. Các bạn nhớ được đó, cái mũi không bao giờ ai tháo ra làm cái gì cả nha. Mũi này mũi vải nè, màng giấy, viền mốt, viền zin các bạn nha. Viền zin thì có cái màu ô liu hơn tí nha. Và hai chép nó phát được đa hướng là trước và sau. Đấy, đây các bạn, đôi loa này có màu gỗ. Hình các bạn nhìn thấy nó, cái độ dày của nó cũng cũng không không bao nhiêu nha, cũng là khiêm tốn. Sâu nè, chiều sâu 26, chiều rộng là 49 và chiều cao là 61. Đôi loa thiết kế cái hình cũng độc lạ. Đây các bạn nhìn phía sau đôi loa, phía sau của đôi loa Bose 505. Đây các bạn, và trở kháng 8 ôm. Cái đôi này thì mình chơi karaoke hay là chơi nhạc rất ok, chơi nhạc sàn, nhạc đen. Đôi này có hình màu gỗ rất đẹp. Đây các bạn, đây các bạn có thể nhìn tổng thể đôi loa rất đẹp. Rất đẹp. Và các bạn xem tiếp chiếc bên này, mình cũng lấy cái lưới ra mình ướm vào đây này. Bây giờ mình lấy ra ngoài. Lưới này không thể là lưới làm lại làm đồ gì được hết. Đây cái lưới các bạn nhìn thấy nè, lưới nhà sản xuất người ta dập những cái lỗ như vậy rồi. Lưới bằng nhựa đấy chứ không phải bằng sắt các bạn nha. Vâng, đây là cái bát bên này. Đây, hồi nãy mình cũng có tư vấn cái chỗ này. Nè. Người Mỹ họ làm không phải như người Nhật. Người Mỹ họ làm đồ, họ giống đồ quân sự lắm, nhìn nó không có tinh tế và đẹp mắt như người Nhật. Người ấy họ làm rất quân sự. Vâng, đấy là, và đây là cái chép và cái mic nè, cái rất đẹp các bạn nha. Vâng, đôi loa nhìn tổng thể của nó phía trên rồi. Và đôi loa này thì giá ra đi của nó là 15 triệu đồng. Các bạn chơi được đôi loa này rất được nhiều thể loại nhạc, vừa chơi nhạc vừa chơi karaoke, chơi nhạc sàn trong những cái phòng cỡ 40 m² là ok rồi. Nếu như đôi này mà chơi karaoke tuyệt vời lắm, rất tuyệt vời. Và bây giờ xin mời các bạn nghe để đánh giá được chất âm của đôi loa này qua chiếc âm ly sang xuôi The Server 6060. Con âm ly The Server này thì âm ly hàng xuất Mỹ, chạy 4 nguồn điện. Và cũng hàng cũng cực kỳ đẹp. Giá con âm ly này là 10 triệu đồng và đôi loa là 15 triệu đồng các bạn nhé. Vâng, bây giờ chúng ta nghe một thể loại nhạc để biết được chất âm của đôi loa này như thế nào. Xin mời các bạn.
Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh YouTube của Cứ Nguyễn Sài Gòn Audio. Và xin hẹn gặp lại các bạn những clip lần sau. Xin chào.